Ừ, công là mình nhiều cái địa danh đẹp này. Nga mình đẹp mà. Còn đi châu Âu thì gọi là thăm kiến trúc cổ của người ta thôi. Chứ còn cái phong cảnh. Đền Đài rồi lúc này đúng không? Ừ, phong cảnh thì bây giờ phải về Việt Nam mình. Phong cảnh rất là đẹp. Đi Huế Đà Nẵng Trang, Huế Đà Nẵng Hội An đấy. Đấy, cái khu đấy thì chú đi rồi. Ừ. Huế rồi Hội An, Đà Nẵng là Nha Trang. Vâng, chú vừa rồi là về lên Cao Bằng, cái nơi mà ngày xưa chú đóng quân đấy. Cũng đẹp. Giờ về lại đường xá, đường xá bây giờ người ta làm tốt lắm. Rất là hay. Nhưng mà ở nhà mình về cái vấn đề gọi là dịch vụ vẫn còn. Vâng, nói chung là làm thì cũng chưa được đồng bộ, ừ. Đẹp đấy, nhưng mà kiểu là những công trình kiểu hoành tráng. Để duy trì được một khu vườn thế này, chúng ta biết là kể cả những người rất nhiều tiền nhưng mà chúng ta không đam mê, cũng yêu tự nhiên thì rất là khó. Thì trồng cái cây này rất là lâu đời, chúng ta biết từ năm 1978 cho đến bây giờ mới có một khu vườn như thế. Gần một nửa đời người đúng không ạ? Trồng cây thì là nó rất mất thời gian. Những cây mà bên tay trái cả nhà là có một số người gọi là cây ô liu đúng không? Hay là dạ. Những cây này nhìn lâu năm lắm, người ta cho ở đây người ta bán đấy. Ta có thể là thuần hóa nó được và người ta cho những cái chậu nhỏ. Tên của cái bà này trước mặt của nhà chúng ta đấy, có chữ Nong Nóc này. Đó chính là tên của chủ khu vườn này, chúng ta đọc là Nong Nốt. Hai chữ O đọc là chữ U, Nong Nốt. Mình sẽ ngồi xe điện chúng ta thăm qua một vòng thôi. Thì em dừng tạm một cái điểm chỗ chúng ta có thể thăm được. Nhưng mà như vậy nó rất mất nhiều thời gian và chúng ta cũng không cần phải thăm quan quá nhiều điểm. Trên đây cái khu vực bên tay phải nhà là cái vườn lan, người ta cho lan nhưng mà bây giờ thì cũng ít rồi, người ta không có cho nhiều nữa. Cái đồ gốm này là ngày xưa rất nhiều tác phẩm bà ấy lặn đấy, bà này bà rất giỏi về đồ gốm, cái tác phẩm còn bằng tay hết. Hay là dưới ao này rất nhiều cá hải tượng đúng không ạ, cả mấy cái ao lớn này toàn nuôi cá hải tượng thôi, hàng trăm ký đúng không, mấy chục ký một con. Nào. Nhiều lắm, người ta câu đấy nó nổi lên đúng không ạ, đây luôn đó, lưng nó kìa, to lắm. Mua được cá to chưa? Chó ăn. Rồi lại đấy câu được mà, mua một con cá chưa câu được. Hai ba điểm này. Câu nhưng mà có được lấy không? Câu không nhất lên được đâu ạ, to thế sao nó lên được? Mình cho nó ăn cá biển, con cá này nó thích ăn cá biển, không ăn cá đồng. Nhà mình thấy trong đây có đặc điểm, người ta hay ghép những cái bức tranh gốm bằng sỏi đúng không ạ? Những cái sỏi đó, người ta dán lên tường, đẹp lắm. Rất là nhiều. Ở trong đây thì không có cái gì là tự nhiên cả. Tất cả từng cái viên đá người ta xây cũng là người ta phải đóng góp công sức và nhân tạo hết. Nên là để có được khu vườn bên này người ta thấy là rất là kỳ công. Đó, cái chỗ nhà xe vừa xong đấy ạ. Ở có một khu nữa. Rất nhiều cái con vật người ta làm cho kiểu 3D đẹp thật. Cây cối trong đây để mà chăm sóc được tươi tốt thế này chúng ta thấy rất là kỳ công, bởi vì là khí hậu bên đây nó cũng rất là khắc nghiệt, ít khi mưa, tưới rội quanh năm.
đó thì tốt, nhưng mà trong đây sát sườn núi cả nhà nhé, cái khu đất này nằm trong cái khu vực những cái thung lũng, những sườn núi được bao quanh, đất đai cực kỳ rộng. Đó thì chúng ta sẽ dừng ở chỗ cái công viên Khủng Long này để cho nhà chúng ta chụp ảnh. Dạ. Thì em sẽ dừng ở đó cho chúng ta chụp ảnh. Rồi chúng ta đi thăm vườn sương rồng, thăm vườn sứ một chút. Thường là các đoàn vào, một là xem chương trình biểu diễn, hai là đi xe điện. Nhưng mà có thời gian cho nên là em dẫn cho mình đi thăm cả luôn, vì người ta cũng không có thời gian để người ta thăm được. Đó, những cái cây cảnh về nhiệt đới người ta ươm, người ta trồng rất là nhiều. Nhà mình tham khảo mô hình về Việt Nam đã áp dụng thêm. Đó. Việt Nam không hạn, không hạn. Không nữa thì em vòng sang cái vườn này sau. Bây giờ mình sang thăm cái vườn sứ trước. Sứ đây là sứ rừng nhá, sứ tự nhiên. Sứ này rất là mắc, nó không giống như cây sứ chúng ta trồng nhà đâu. Sứ này lá nó rất xanh nhỏ và hoa nó ra rất là bền. Thì chúng ta sang bên này chúng ta nhìn thấy nhiều hơn. Cây sứ này mà sứ một thân đó nó cũng mắc tiền. Nếu mà sứ nhiều thân thì rẻ hơn, chứ còn có cây sứ một thân đây nó có cây mấy trăm triệu đấy. Sứ này lá nó xanh nhỏ và hoa nó bền. Đây trong đây rất nhiều, người ta vườn ươm người ta nhiều lắm. Cây này nó rất hợp với khí hậu nhiệt đới, khí hậu nóng thì hoa nó nở quanh năm đẹp. Cái Thái nó làm nó gần với tự nhiên, Thái người Thái rất thích cái kiểu gần với thiên nhiên, hay là sạch sẽ. Trong nhà người ta cũng hoành tráng thôi nhưng mà vào rất là sạch sẽ. Đồ gốm như nó thế là muôn hình vạn trạng, nó thể nhìn thấy nó cũng lạ. Đây là cái vườn sương rồng nhỏ, ta thấy có rất nhiều cái loài hoa. Ở đây em thấy là nó duy trì 365 ngày chả bao giờ hết hoa, cứ nó nở hết thì người ta lại thay cây khác. Sương rồng nó có đặc điểm là chúng ta trồng phải che mái cho nó, bởi vì khi mưa nó xuống nó có tính axit, cũng như là nó nhiều nước nó sẽ chết, nó chỉ có ngày có tháng mới được tưới nước, không phải là cứ mưa là nó sống đâu, nó hỏng ngay. Nên lập cả những cái mái lớn để trồng cái sương rồng, hoa rất là nhiều. Hồng hạc này nắng quá cho nên là nó chết khô. Long to đây. Sao đây là cái vườn Khủng Long. Thì chúng ta sẽ dừng đây tầm, em cho chúng ta chụp ảnh tầm 30 phút, 2-30 phút chúng ta chụp ảnh xong rồi chúng ta di chuyển ra thoải mái. Ở trong đây thì trong khu vườn nó có một cái loại nước uống đặc trưng mà Thái Lan người ta cho phép, mà Bộ Y tế ta cho phép, đó là nước cần sa. Thì nhà mình mà muốn uống nước cần sa thì trong đây nó duy nhất là nó có một cái nơi bán được chục loại nước ấy.
ta uống vào rất là thú vị. Uống nước cần sa vào mát tốt, tốt cho sức khỏe. Thuốc cái thứ thoải mái đúng không ạ? Chúng ta mua cần sa bên này hút thoải mái lên. Nhưng mà thuốc lá điện tử người ta cầm nhé. Đây những cái vườn xương rồng bên này, để mà có được khu vườn thì người ta phải lập cái máy rất là công phu. Những cây xương rồng nhờ sa mạc này nó rất là khó có thể sống được. Ok, em sẽ dừng ở cái vườn phía trên này. Đây là cái vườn khủng long và hai bên này có 84 cái bảo tháp, tượng trưng cho 84.000 cái vật báu mà Đức Phật Thích Ca để lại cho đời. Chúng ta vào đây, chúng ta dừng ở đây nhé. Ai mà không muốn tham quan nhưng trong đây có siêu thị, chúng ta có thể vào mua nước cần sa mà cũng được. Có nhà vệ sinh ở đây. Và chúng ta lên phía trước. Đây mới gọi là vương quốc của khủng long nha. Cháu là tít mít. Tít mít khoai với xanh này. Quá to. Đây mới gọi là công viên khủng long nhé. Sorry.